Chào quý khách hàng, hôm nay Khanh giới thiệu cho quý khách hàng một dự án đất nền ở khu nghèo Cầu Tràm và đây là chợ Bình Chánh, một ngôi chợ nằm tại quốc lộ 1A. Chúng ta đi đến khoảng 100m là đầu đường Đinh Đức Thiện để dẫn vào khu của dự án. Chúng ta đi khoảng 2 km sẽ đến một cái cầu vượt, đây là cầu vượt Bến Lức Long Thành Dầu Dây, và phía trước bên tay phải của cầu vượt là khu đô thị 561. Chúng ta đi đến 2 km nữa là ngay cổng khu công nghiệp Cầu Tràm, nơi đây có 20.000 công nhân họ đang làm việc và sinh sống. Cũng như ở cổng này, ở trước đây khu công nghiệp Cầu Tràm gồm có các tiện ích như là chợ, ủy ban, trường học, ngân hàng, vân vân. Chúng ta sẽ dẫn vào đất của dự án. Trên đường dẫn vào đất của dự án thì có ban chỉ huy quân sự của dự án để đảm bảo an ninh của khu công nghiệp cũng như toàn bộ nội khu của dự án phía trước. Đây là một cái nhà điều hành để giải quyết thắc mắc cho quý khách hàng cũng như những sự cố sau này. Và chúng ta thấy là bờ sông, đây là phố đi bộ dài 1 km với mặt sông từ 3 đến 40 m, trong đất thoáng mát. Đường thì chúng ta dài từ 12 cho đến 30 m, vỉa hè thì 3 đến 5 m với hai cây xanh hai bên, trong đất là đẹp và thoáng mát. Với 807 nền cùng với diện tích rất là đa dạng như là 5x20, 5x18, các lô biệt thự thì diện tích lớn hơn, quý khách hàng nhanh tay gọi cho Khanh qua số điện thoại 0988344940 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.